những kiến thức trọng tâm cần nhớ một địa phần một một thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền trung là khai thác tổng hợp tài nguyên biển khoáng sản rừng hai yếu tố chủ yếu thiếu việc làm ở đồng bằng sông hồng là do việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm 3. công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phân bố rộng khắp đông nam á là do nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào 4. yếu tố tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị nhập khẩu nước ta là do nhu cầu của quá trình công nghiệp hóa nếu không có thì chọn nhu cầu chất lượng cuộc sống năm Kim ngạch xuất khẩu nước ta tăng nhanh chủ yếu là do tích cực mở rộng thị trường. 6. Khó khăn lớn nhất vào mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long là thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn lấn sâu. 7. Yếu tố chủ yếu thúc đẩy giao thông vận tải đường biển nước ta là hội nhập toàn cầu sâu rộng. 8. Nguyên nhân chủ yếu làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ta phát triển nhanh là do thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. 9. Thế mạnh của duyên hải Nam Trung Bộ trong phát triển giao thông vận tải biển so với Bắc Trung Bộ là có nhiều vũng, vịnh nước sâu gần tuyến hàng hải quốc tế 10. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế nhanh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trường.